Anh em Pháp lặn biển cũng đã vào bờ rồi. Hôm nay thì lặn biển Pháp có lấy một chục ký sò ngao. Sò này thì ở quê hương Pháp gọi là ngao chọt. Hôm nay mấy anh em Pháp sẽ làm ẩm thực, làm món sò ram xả ớt. Thì Pháp cũng đã chuẩn bị sò rồi. Sò đây thì anh em Pháp đi lặn biển lấy vào. Hiện tại thì ghe Pháp cũng đã vào bờ, mấy anh em bạn ghe và tài công bạn kéo đồ đã về nhà hết rồi. Giờ chỉ còn mấy anh em Pháp ở lại ghe để làm ẩm thực quay cho cả nhà xem thôi. Thì Pháp cũng chuẩn bị, nếu mà làm cái món sò ram xả ớt thì phải có xả, ớt và đậu phộng. Giờ ba đót với em Kiệt sẽ làm sò ngao nha. Anh đậu cỡ chục ký, một người đập một người lật, đập lại. Em Kiệt với em đó sẽ làm ngao. Cái con ngao đây thì ở quê hương Chí Công Pháp thì thương lái mua tầm khoảng giá từ 8k cho tới 15k, tùy theo trời êm hoặc là trời thổi, tùy theo không có hàng nữa nên giá nó cũng dao động lên xuống như vậy thôi. Thời gian khoảng 45 phút thì mấy anh em Pháp cũng đã làm ngao xong hết rồi. Giờ chỉ giữ và chế biến thôi. Giữ để sạch sẽ rồi Pháp sẽ ra đâm xả ớt. Đây cả nhà, đây là ruột của nó, Pháp chỉ lấy phần ruột thôi, còn mấy cái dành thì Pháp bỏ hết. Còn sạn này em không mua không nào. Giờ công đoạn thứ hai thì Pháp sẽ đâm xả ớt nha cả nhà. Pháp đâm xả xong rồi Pháp vào Pháp chế biến món thôi. Ở ngoài kia thì nó nhìn nó quậy nha, chứ thật ra thì nó sạch sẽ lắm, không có mắc vệ sinh đâu, tại vì nó không có bụi, không có cát nên nó rất là sạch sẽ. Công đoạn đây thì Pháp đập xả để cho nó nát á, dù Pháp cắt da Pháp đâm cho nó mau nhuyễn. Ở ghe thì không có thớt nha cả nhà, ở nhà thì có thớt chứ ở ghe thì nơi nào làm cũng được cả, vì ghe cũng rất là sạch sẽ, tại vì không có cát, không có bụi bặm á. Với lại chỗ đây thì Pháp cũng đã dội nước rồi, xấu nước rồi cho nó sạch rồi, nên cũng không có sao. Với ớt thì Pháp cũng đã đâm rồi, giờ Pháp chỉ bỏ gia vị, đường, nước mắm và bột ngọt để bắt lên chảo, đổ dầu vào cho cái gia vị nó thấm, nó kêu lại, rồi Pháp mới thả sò vô nha. Chứ mà mình mà thả sò ngao vào luôn với gia vị thì mình để cho nó giúp nữa, cái con ngao á, nó giúp lại ăn rất là dai. Mình phải làm là bỏ gia vị tao trước mới là bỏ sò sau. Giờ Pháp xếp cho chút đường thì theo khẩu vị của cả nhà nha, chứ thì khẩu vị của Pháp thì ở ngoài ghe cũng như là ở nhà thôi. Chiếc ghe này cũng như là ngôi nhà thứ hai của Pháp, nó là cái công ty làm ăn của Pháp đó. Pháp ví nó như là một cái công ty để cho Pháp mưu sinh kiếm sống qua ngày để trang trải cho gia đình. Giờ Pháp sẽ đổ dầu vào. Giờ bà đó đi, bà đó bỏ đổ gia vị vào trước đi. Wow, thơm quá. Giờ anh phải bỏ sò chưa? Tại mình bỏ sò vô á, mình bỏ sò vô á thì nó sẽ dai, từ từ mình bỏ. Mình đổ thêm xíu nước mắm nè, xíu nước mắm đó, dài chứ mà mình mà bỏ sò vào với gia vị thì vào á, mình để lâu quá cái con sò nó chín nên nó mới dai, thì mình để đổ gia vị vào trước cho nó kêu lại, rồi xong mình thả sò vào là vừa, để khoảng 5-10 phút gì đó, 5-10 phút gì đó rồi mình thả sò vào. Sau thời gian khoảng 5-10 phút thì nó cũng đã gần keo lại rồi, giờ là lúc mình Pháp thả sò vào nha. Đổ em Pháp có chuẩn bị một hũ chao, Pháp có thêm chao vào nữa cho nó có vị chao á, nó thơm. Đó, từ từ sò nó giúp lại rất là ngon nha. Cảm thấy đói bụng rồi thì anh em Pháp đi lặn biển vào khoảng 12 giờ anh em Pháp làm công việc xong xuôi hết rồi thì anh em Pháp quay video luôn. Cái món này thì cũng dễ tiền thôi, so ra thì 10 kg ngao này tầm khoảng 100k đổ lại. Giờ phải cho chao vào luôn đó, này. Em gấp để em gấp ra. Cục trao nó như bơi á. Nó là bằng đậu nành. Thả vô em. Bỏ hết luôn. Thôi hết dữ không? Hết luôn hả? Hết luôn. Ô thêm không thêm nước hả? Thêm nước. Thôi đủ hết luôn. Nước mặn. Không mặn đâu bỏ đường vô. Mặn không? Anh em chơi sang hú trao. Rồi. Để ăn thử. Cái trao nó mặn chứ nước đâu mặn đâu em. Cái trao này, cái trao nó mới mặn. Giờ thêm xíu đường. Cho thêm một muỗng đường nữa em. Wow, thơm quá cả nhà ơi. Wow. Cái công đoạn lâu nhất thì là mấy anh em Pháp ngầu xúm lại để lột đập sò và lặt cái lưỡi sò da, lặt ngao da nó mới lâu thôi, chứ thật ra thì làm thì cũng nhanh lắm. Không biết nêm có dự có hợp khẩu vị hôm nay, nãy giờ Pháp cũng chưa nêm luôn, chỉ là bỏ gia vị vào thôi. Nãy giờ Pháp cũng chưa có nêm. Ăn mặn á. Ăn mặn thêm nữa không? Thêm đường nhiều không? Rồi lấy cái nắp đậy lại không? Thử thêm đường gia vị vô anh quấy lên xong anh đậy lại. Nãy tính bao nướng hũ thôi. Lòng kỳ phê sang quá. Thôi chơi hết hũ. Hết không em? Rồi ok. Cả nhà có muốn có ý kiến gì về hải sản làm món thì để lại bình luận cho Pháp. Nếu có đủ điều kiện thì Pháp sẽ thực hành nha. Rồi để sau 15 phút. Sao ga nhỏ vậy? Tại ga nhỏ nó mới thấm. 15 phút sau. Bye bye. Giờ này là những chiếc ghe nằm đi khơi vào bờ. Hiện tại thì giờ này là 3 giờ, giờ cao điểm của những chiếc ghe nặng chạy lặn khơi á vào bờ. Phụ nữ giấy sò cả nhà đó. Chờ đợi thì nó cũng đã kêu lại rồi. Wow, quá đã luôn cả nhà. Wow. Thơm quá. Nghe mùi của sả và mùi của trao rất là thơm luôn. Giờ mấy anh em Pháp nhắc xuống để thưởng thức thôi. Nhìn đã quá cả nhà ơi. Quá thơm. 1 2 3. Wow, đã quá. Để qua bên em ấp nó nghiêng ta hơn. Ừ, thơm quá. Anh em Pháp lặn biển vào có lấy một mớ sò ngao chọt. Anh em Pháp làm món ngao giam sả ớt và trao. Anh em Pháp cũng mời cả nhà cùng ăn với anh em Pháp nha. Thì anh em Pháp ăn với món này thì cần có bánh tráng. Bánh này thì ở Pháp gọi là bánh tráng chín. Còn ở quê cả nhà gọi có tên gọi gì thì comment ở dưới nha. Đủ đậu phộng của em. Đủ dưới luôn. Nãy xung quanh có đĩa. Thôi luôn. Hết luôn, hết đi. Hết đi. Ông hết đâu. Ngon, đủ hết đi. Hồi bữa ra ai bị đây không? Wow. Đói bụng rồi. Giờ Pháp mời cả nhà một miếng nha. Mặn không? Cho mặn không? Kêu bạn ăn mặn. Ăn mặn á. Thêm được không? Thôi, thêm nữa. Cũng ngon. Giờ mình vô thưởng thức với anh Pháp luôn. Thử đi sao đầu tiên người anh Pháp như thế nào. Mời cả nhà. Có mặn không? Mặn. Chào mặn chưa? Để cho ngủ á. Hả? Mặn cả nhà. Rồi lâu mình ăn mà. Lâu ăn mà ăn ấy. Mặn ngon. Nãy cho ít thôi anh Pháp. Cho nhiều quá mặn. Mà ăn thịt sen. Cái chén hôm nay giòn. Có đồ này. Có chơi viên thơ. Hôm nào có cá đuối thì làm sống mỡ luôn đi. Không bạc hẳn á. Mấy món này ở nhà hàng có không ta? Chắc không rồi hả? Dân dã mình ăn được được. Nãy để cho nước hút trâu ha. Phẩm trao là bà đá. Con mời cả nhà miếng nha. Đổ hết hả? Đó. Ngon này, trâu quá, trâu rút kinh nghiệm á, cho ít là tiền phẩm nữa. Hết không? Anh xuống. Không 4 người ăn hết cậu phải không? Lâu không? Trúng cục đá hả? Đạn không? Không phải nữa. Moi 90 là món ngày qua. Ngày qua ngon á. Lâu lắm. Món này mua không bán. Bán em tiêu xuống chứ. Con hữu chào biếu chắc nước bơ cái nước nó mà mặn chao quá mà mặn cái nước là mặn mà. Giọt sổ là cái ký không mời cả nhà mình tôi mời cả nhà miếng ăn. Video cũng rất là dài rồi, giờ Pháp cũng xin tạm dừng kết thúc video tại đây nha. Nếu cả nhà cảm thấy yêu mến Pháp cũng như mấy anh em Pháp, rất mong cả nhà cho Pháp xin một like, một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ để ủng hộ Pháp, để Pháp ra nhiều video quay cho cả nhà xem nha. Pháp cũng chân thành cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Pháp. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video kế tiếp và chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà.